Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ nghi đuối nước khiến hai cô gái trẻ tử vong. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh, 32 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và Lê Hoàng Nhiên, 37 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối qua, người nhà của Nhiên không thấy Nhiên đâu, gọi điện cũng không được nên lo lắng tổ chức đi tìm. Khi ra đến ao nước cách nhà khoảng 50 mét thuộc ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, mọi người thấy nhiều vết khả nghi nên hô hoán nhau xuống ao tìm. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, người thân bàng hoàng khi phát hiện thi thể của Lê Hoàng Nhiên và Nguyễn Thị Thanh dưới ao. Ngay sau đó, mọi người tìm cách vớt thi thể hai cô gái lên bờ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.